Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày quý vị các bạn những cái công cụ trong cái phần mà chúng ta gọi là những cái bộ biên tập vật liệu. Thế thì quý vị các bạn thấy là trong những cái phần bài trước đó thì chúng ta đã nói đến chuyện là chúng ta du nhập một cái file từ một cái tập tin á, những cái mô hình mà chúng ta dựng từ những cái phần mềm trong những cái họ sản phẩm của hãng Autodesk. Chúng ta thấy là nó có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Những cái mô hình mà chúng ta dựng từ những cái phần mềm rất là đơn giản và phổ biến, thí dụ như AutoCAD 3D mà tôi có dịp trình bày quý vị các bạn. Sau đó chúng ta cũng đã nói tới cái bản AutoCAD Architecture hàng là 8, hay là Revit Building, hay là kể cả Inventor. Thì quý vị các bạn thấy là trong những cái phần vật liệu đó đó, trong những cái phần mà đối tượng mà chúng ta dựng như vậy, thì những cái phần mềm đó về phần vật liệu là chúng ta thấy là nó khá hạn chế. Như vậy thì trong cái phần bài ngày hôm nay tôi sẽ trình bày quý vị các bạn một cách sơ bộ về cái bộ biên tập vật liệu gọi là Material Editor. Chúng ta cũng sẽ nói đến cái chuyện là chúng ta các cái kiểu loại vật liệu mà chúng ta có ở trong cái phần mềm 3ds Fit 2008. Thì sau này quý vị các bạn có thấy là trong cái phiên bản Max 9 chấm thì chúng ta cũng có rất là nhiều loại vật liệu đa dạng hơn. Nhưng những loại vật liệu mà trong cái phần mềm 3ds Fit 2008 thì phù hợp rất tốt cho cái mô hình mà chúng ta phục vụ cho kiến trúc và xây dựng đó. Thì bây giờ tôi mời quý vị các bạn chúng ta xoay sang cái phần mềm 3ds Fit 2008 để chúng ta tiếp tục với là cái mô hình mà tôi đã trình bày quý vị các bạn trong những phần bài trước. Thế thì quý vị các bạn thấy trên cái màn hình của chúng ta đây chính là cái mô hình mà chúng ta đã du nhập từ cái phần mềm AutoCAD Architecture 2008. Thế thì thật sự thì quý vị các bạn thấy cái mô hình này không quá phức tạp, đó là một cái mẫu biệt thự nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng đã đưa vào đây những cái foliage, những cái đối tượng, ví dụ như cây. Quý vị các bạn thấy trên màn hình của chúng ta ở vị trí rõ chuột là chúng ta thấy cái cây này đang ở chế độ là chúng ta chưa chọn, thì cái lá nó không được hiển thị rõ. Nhưng mà dù gì đi nữa thì quý vị các bạn khi thấy là chúng ta bấm chuột vào đây, chúng ta bấm chuột và chọn cái đối tượng của chúng ta là cái cây đó, thì chúng ta thấy rằng nó, chúng ta thấy cái gizmo, cái đó tức là những cái đối tượng mà chúng ta chọn ở đây nè, là nó xuất hiện. Chúng ta có thể dời từ cái cây này ra ở cái góc nào đó cho nó phù hợp. Bây giờ đó, chúng ta thấy là cái mô hình này nếu chúng ta kết hợp với lại những cái phần mềm, ví dụ như AutoCAD Architecture 2008, thì quý vị các bạn thấy chúng ta sẽ giảm được công sức rất nhiều trong cái chuyện dựng cái mô hình này. Tất nhiên nó cũng có những cái hạn chế nhất định trong cái chuyện mà chuyển đổi mô hình toán đó. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ xem ở đây nè. Nếu giả sử mà quý vị các bạn chúng ta di chuột lên cái phần rendering ở trên này nè, cái trình đơn rendering, chúng ta click chuột ở đó, tức là diễn họa, chúng ta gọi là rendering, kết xuất cũng được. Chúng ta chọn vào cái phần là Material Editor đó. Chúng ta click chuột vào cái Material Editor, hoặc là quý vị các bạn thấy trên cái trình đơn của chúng ta đó chính là chúng ta gõ M từ bàn phím cũng được. Chúng ta click vào M ở đây thì rõ ràng là ở đây nó xuất hiện ra rất là nhiều cái vật liệu. Thì quý vị các bạn thấy là ở đây nó có một cái vật liệu nóng, cái ô thứ hai mà ở vị trí rõ chuột, chúng ta thấy là vật liệu tên là 02 default, tức là cái vật liệu mặc định số 2. Thì cái vật liệu này hiện tại là gọi là vật liệu nóng bởi vì nó được gắn ở trong cảnh rồi. Nếu chúng ta có chỉnh sửa vật liệu này thì cái cảnh của chúng ta là nó sẽ bị thay đổi ngay. Thế thì chúng ta đã gắn vào đâu? Thì quý vị các bạn thấy là trong cái phần bài trước đó, tôi đã gắn vô cái phần địa hình ở đây. Và cái địa hình này thì chúng ta đã làm bằng cách là chúng ta tạo một cái box, sau đó chúng ta mới áp vào đó một cái đối tượng hiệu chỉnh là modifier, là noise đó, noise modifier, và chúng ta chỉnh nó. Thì chúng ta tạo ra cái địa hình này và tôi phủ lên đây một cái lớp gọi là cỏ. Bây giờ tôi gõ M trở lại, quý vị các bạn xem, chúng ta sẽ chọn xem coi chúng ta gán những cái tường, ví dụ như cái mái này như thế nào. Thực ra thì cái phần mái này nó chưa hoàn chỉnh, thì chúng ta cũng có thể dựng được cái mái này ngay ở trong cái phần mềm 3ds Fit 2008, chúng ta thấy như vậy. Bây giờ ha, tôi gõ M từ bàn phím thì cái bộ biên tập vật liệu ở đây nó xuất hiện trở lại. Thì chúng ta thấy rằng ở đây, ở trên cái vùng lớn nhất ở đây nè, quý vị các bạn thấy là tôi chọn cái ô số 3. Tất nhiên là chúng ta có thể thay đổi được cái giao diện, cái cách bố trí của những cái ô này xuất hiện trên cái gọi là bộ biên tập vật liệu. Trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chi tiết nói về cái bộ biên tập vật liệu đó, thì quý vị các bạn thấy rằng phải nói rằng hai cái phân hệ rất là nhiều và khá là phức tạp ở trong cái phần mềm 3ds Fit 2008 cũng như là cái phiên bản 3ds Max 9 chấm sau này. Quý vị các bạn thấy rằng cái bộ biên tập vật liệu, cái phần vật liệu của nó là một cái hết sức phức tạp, và kể cả cái phần đèn nữa chúng ta cũng sẽ thấy như vậy.
Bây giờ chúng ta nói gì, có khi là một số bạn hay là trong số gì các bạn, khi mà chúng ta bắt đầu tiếp cận với lại cái phần mềm 3D Suite 2008 thì chúng ta cảm thấy rối và có khi chúng ta bị lạc lối ở trong cái phần gọi là cái phần vật liệu. Thì tôi sẽ cố gắng trình bày quý vị các bạn từng bước một cái cách mà chúng ta tiếp cận để chúng ta nhìn thấy được cái hệ thống là cái tổ chức của cái bộ biên tập vật liệu cũng như cái cách mà tạo thành vật liệu ở trong cái phần mềm 3D Suite này như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần mềm của chúng ta. Quý vị các bạn thấy ở trên màn hình ở chỗ này nè, cái ô thứ ba tôi click chuột lớn và đã tôi click chuột hai lần để tôi kích hoạt cái ô đó, chúng ta di dời nó qua ở một góc nào đó. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái phần default vật liệu, đây là default, thì chúng ta có thể sửa lại thành một cái vật liệu nào đó mà chúng ta muốn. Ví dụ như tôi đặt, trong trường hợp này tôi đặt là HTV chẳng hạn, tôi đặt tên nó lại, thì quý vị các bạn thấy rằng cái vật liệu mà tôi tạo ra đây trong cái phần bài chúng ta, trên cái phía trên này của cái ô mà chúng ta đang quan sát vật liệu đó, chúng ta thấy cái chữ HTV được chỉnh ở đây rồi, đó là tên của cái vật liệu mà chúng ta đặt tên đó. Thì quý vị các bạn nhìn thấy tôi có thể chỉnh cái nền này để cho nó, chúng ta xem coi vật liệu đó có trong suốt hay không, vân vân. Thì chúng ta mới di chuột sang cái bảng Material Editor ở đây nè, chúng ta chọn Background. Thì trong cái phần bài trước tôi cũng đã trình bày quý vị các bạn chuyện này rồi. Chúng ta click vào Background thì chúng ta thấy ở trên cái ô lớn này nè, trên cái ô vật liệu đó là chúng ta thấy hình ô, hình caro, nhưng mà chúng ta không nhìn xuyên qua được cái khối vật liệu ở đây, bởi vì vật liệu này là mờ đục 100%, ánh sáng không xuyên qua. Chúng ta cũng đã biết cách chỉnh nó trong cái phần tạo cửa, tức là quý vị các bạn thấy là tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn làm một cái cửa đi đó, và chúng ta gán vật liệu là kính chẳng hạn, thì chúng ta đã làm chuyện này rồi. Ở bên này nè quý vị các bạn xem, cái ở trên cùng của cái Material Editor chúng ta thấy cái dạng là Sample Style, tức là sample là cái mẫu của cái mà cái mẫu của chúng ta quan sát. Ví dụ ở đây quý vị các bạn thấy nó là nó có một cái mũi tên nhỏ ở góc phải phía dưới, chúng ta click chuột trái vào đó và chúng ta giữ chuột trái. Chúng ta thấy xuất hiện ở đây trên cái phần xuất hiện ra ba cái mẫu. Một là cái dạng hình cầu mà chúng ta đang quan sát cái mẫu vật liệu đó, tùy theo cái phần mà chúng ta gán vật liệu chúng ta xem thôi. Thứ hai là ở dạng hình trụ và thứ ba là dạng hình khối hộp. Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt đổi xem, chúng ta đổi thành cái dạng hình trụ. Thì quý vị các bạn nhìn lại thấy ở vị trí trỏ chuột này, cái ô thứ ba thì lúc này nó đã là hình trụ. Thì cái ô mà chúng ta phóng lớn ở bên này nè, chúng ta thấy nó là ra một cái hình trụ. Bởi vì đôi khi trong cái đối tượng mà chúng ta dựng hình nó là cái hình trụ, thì chúng ta cần phải chỉnh sửa nó như thế nào đó, chúng ta cần phải gán vật liệu cho nó đúng. Ví dụ quý vị các bạn thấy là đó là, ví dụ nó có thể là một cái lon nước ngọt chẳng hạn, thì tôi có thể phải chỉnh cái phần mà vật liệu tôi map, tức là những cái quả đồ ở trên đó, làm thế nào mà để cho nó phù hợp, cho nó theo đúng cái hướng mà chúng ta mong muốn. Thế thì bây giờ tôi trả lại cái ô này ở dạng hình cầu, tôi lại di chuột qua cái ô sample style ở đây và tôi click chuột trái giữ, tôi chọn lại hình cầu trở lại. Nếu gì các bạn có thể đổi qua những cái dạng nào mà đó mà mình thích. Thì bây giờ chúng ta mới thấy ở dưới này nè, trên cái bộ biên tập vật liệu này, chúng ta thử chọn một cái vật liệu nào đó để sau lần lượt là chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái tính năng ở bên trong này nó có ý nghĩa gì, những cái công cụ ở đây nó có ý nghĩa gì. Thì chúng ta thấy ở đây nè, cái vật liệu của chúng ta đang mang tên là HTV, hồi nãy tôi đã đặt tên ở đây. Ở bên cái góc phải cái bên, chúng ta thấy có cái tên vật liệu là Architectural. Chúng ta click chuột vào Architectural, tức là vật liệu dành cho cái phần kiến trúc và xây dựng. Thì thực sự thì quý vị các bạn thấy rằng nè, trong cái phần trước khi mà tôi đề cập tiếp đó, thì tôi nói như thế này, tức là ở trong cái phần mà vật liệu của 3D Suite 2008 thì quý vị các bạn thấy rằng những cái vật liệu rất là chuyên phục vụ cho cái lĩnh vực kiến trúc xây dựng, thì chúng ta thấy nó có sẵn hết. Trong cái quá trình mà chúng ta khởi động phần mềm lên đó, thì chúng ta thấy được cái vật liệu đó nó xuất hiện trên những cái bảng công cụ gọi là Tool Palette. Thì quý vị các bạn tạm thời thoát ra khỏi cái Material Editor này để chúng ta kích hoạt lại cái bảng công cụ đó coi như thế nào nha. Bây giờ đó, tôi tạm thời là giảm nhỏ, thu nhỏ lại, minimize cái hộp tòa này lại. Thì quý vị các bạn thấy trên màn hình của chúng ta. Và chúng ta thấy là ở đây nè, ở trên cái thanh công cụ này, cái phần gọi là Tool Palette ở vị trí trỏ chuột, ngay trên đầu của cái bảng gọi là Command Panel, bảng lệnh. Thì thực sự thì cái vị trí này nè quý vị các bạn thấy là nếu mà chúng ta di chuột ra cái vùng nào trống đó chẳng hạn, chúng ta thấy cái
đối tượng, cái con trỏ chuột của chúng ta nó xuất hiện thành một cái bàn tay. Chúng ta lít chuột trái, chúng ta lít chuột trái và chúng ta có thể di dời cái bảng, cái thanh công cụ này nè qua lại, thì cái vị trí đó nó không nhất định là nó phải nằm trên đầu của cái bảng hợp thoại, cái bảng công cụ đâu, mà chúng ta lít chuột vào cái tool palette ở chỗ này, lít chuột trái vào đó. Thì chúng ta thấy cái bảng công cụ của chúng ta nó xuất hiện ở đây. Và quý vị các bạn thấy ở đây nè, những cái vật liệu mà tôi gán mặc định ở bên cái phần mềm AutoCAD Architecture 2008, chúng ta thấy nó sẽ du nhập vào bên này. Đó, nên nó xuất hiện trên cái bảng lệnh này. Nhiều cái tên, ví dụ như vân là chúng ta gán ở đây. Đó, chúng ta thấy như vậy. Hay là quý vị các bạn thấy nè, chúng ta chọn cái Material Studio ở chỗ này. Chúng ta thấy, đó, hay chúng ta có những cái loại vật liệu, chúng ta nhìn thấy ở đây. Chúng ta cũng còn nhiều vật liệu khác nữa để chúng ta xem cái phần này. Đó, chúng ta có những cái vật liệu khác, quý vị các bạn xem nha. Tôi di chuột xuống cái phần ở property ở này nè, tôi lít chuột. Chúng ta chọn ở trên cái phần gọi là, cho tôi lít chuột phải trên cái ô này nè, chúng ta chọn Material. Giống như cái phần mềm gọi là AutoCAD phiên bản 2007 hay 2008 của gì các bạn cũng làm cái chuyện này rất là quen thuộc rồi. Chúng ta click vào Material thì chúng ta nhìn lại ở đây nè, tôi click chuột trên cái bảng này, chúng ta thấy ví dụ bê tông, chúng ta có hàng loạt ở đây. Chúng ta thấy nè, ở đây là vật liệu dành cho đo window, kính được tạo sẵn, vân vân. Thì quý vị các bạn thấy là chúng ta lần lượt gì, ví dụ như phần vải, ví dụ để bọc cho những cái ghế, cái phần ví dụ như là ghế nệm hay là đó, vân vân, chúng ta ghế bộ cho bộ salon của chúng ta cũng có thể làm chuyện đó. Hay là những cái màn treo cửa, thì những cái vật liệu này đều được làm sẵn ở trong cái phần mềm 3D Suite 2008. Thế thì vấn đề đặt ra chỗ này, quý vị các bạn có câu hỏi nè, nếu mà tôi có cái tôi có thể tự tạo được cái vật liệu cho mình hay không, cái câu hỏi nó là như vậy. Thế thì câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những vật liệu mới hoàn toàn phụ thuộc chúng ta, thậm chí là chỉ có chúng ta có thôi. Bởi vì các bạn thấy rằng, nhưng mà tại sao chúng ta, tôi khuyên rằng bên, nếu chúng ta làm cho những cái mô hình phục vụ cho lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, kể cả chúng ta tạo phối cảnh vân vân, tôi thấy rằng trong thực tế là chúng ta hay sử dụng cái phần mềm 3D Spark để làm. Nhưng nếu chúng ta sử dụng 3D Fit thì nó phù hợp cho cái chuyên ngành của chúng ta hơn. Bởi vì những vật liệu này chúng ta có sẵn và chúng ta chỉ hiệu chỉnh nó, và nó sẽ tăng tốc được cái quá trình thiết kế của chúng ta. Tất nhiên quý vị các bạn có thể tạo được cái vật liệu mới cho mình đó, như vậy. Nhưng mà trước đây thì quý vị các bạn biết rằng trong những cái phiên bản Architectural Desktop để vẽ cho cái kiến trúc vân vân, thì chúng ta có cái phần mềm gọi là Vid Render, là một cái bộ đi kèm để phục vụ cho, nó là một cái phần thu gọn của phần 3D Fit. Thì quý vị các bạn thấy là cái chuyện đó chúng ta cũng có thể dùng nó được. Nhưng mà tôi thường hay dùng Vid Render để làm cái bước trung gian chuyển từ các phần mềm mà có sự giống như cái mô hình Architectural Desktop để đẩy sang 3D Max với cái phần mở rộng của tập tin, là cái tập tin của Vid Render. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần vật liệu của chúng ta. Chúng ta gán thử vật liệu trên các đối tượng mà chúng ta chỉnh thông số nó xem như thế nào. Như vậy thì quý vị các bạn cũng nhìn thấy rằng trên cái bảng công cụ này chúng ta có rất là nhiều cái loại vật liệu khác nhau, và chúng ta dùng nó ở trong cái mô hình của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta tạm thời đóng cái bảng này lại. Quý vị các bạn sẽ